gần cầu che khó đi, có xa xôi em cũng đi theo chàng.
Anh ơi nắng mưa giăng dầu về nhà xin má giúp con
chọn được ngày lành thật tốt. Hôm nay phái đoàn chúng tôi vào đây, trước tiên tôi thay mặt dòng tộc của nhà trai, tôi xin giới thiệu, tôi là bác ruột của cháu Trung. Xin kính thưa các cụ, các bà, với sự hiện diện của cái buổi ngày hôm nay, trong dòng tộc họ nhà trai chúng tôi, sự hiện diện của các cụ bề trên, cụ ông, cụ bà, anh chị em, cô dì chú bác, và vinh dự nhất là bà nội của cháu Trung cũng có mặt, và bố mẹ cháu Trung cũng có mặt tại buổi ăn hỏi hôm nay ạ. Kính thưa các cụ, người Việt Nam nhất là đồng bào Bắc Bộ luôn luôn được duy trì và phát triển về lễ nghi, và hôm nay gia đình bên nhà trai chúng tôi vinh soạn sửa lễ ăn hỏi đến bên các cụ, các cụ cùng gia đình họ nhà trai kết hợp làm sao để chúng ta có những cái buổi ăn hỏi được tốt đẹp và hay thành công nhất. Lời đầu tiên tôi xin thay mặt quan viên của họ nhà trai xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, anh chị em họ nhà gái một lời chào trân trọng và sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Để tiếp theo chương trình thì tôi xin giới thiệu ông đại diện cho họ nhà trai là ông trưởng họ cũng như là trưởng tộc của bên họ nhà trai sẽ có ý kiến với tất cả các cụ, các ông, các bà về lễ nghi, lễ của buổi lễ ăn hỏi hôm nay ạ. Tôi cháu xin phép kính chúc các cụ, các ông, các bà, ông tòa, cô dì chú bác của họ nhà gái hôm nay là ngày lành càng tốt. Thì gia đình chỗ ông bà Khanh Bảy và ông bà Nghĩa Dung đã có cháu, hai cháu để được hôm nay là từ đầu chặt ngõ, thì ông bà Khanh Bảy có sửa biện của cơ dầu thẩm vật để vào bái yết tổ đường của gia tiên họ nhà gái, thì kính mong các cụ, các ông, các bà chấp nhận để cho cháu Trung được làm rể thảo tế tử của họ nhà gái chúng ta. Và sau đây cũng xin chúc sức khỏe của các cụ, các ông, các bà được khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, được cả vạn sự bình an. Cháu xin kính thưa các cụ quan viên trong hai họ, kính thưa ông, các bà, các bác về lễ buổi lễ dạo ngoài ngày hôm nay, tôi là đại diện bên phía họ nhà gái cũng lên trân trọng giới thiệu để các cụ, công, các bà bên họ nhà trai ta nắm được cái tình thành phần hội nghị dạo ngoài ngày hôm nay của bên phía họ nhà gái. Chết là có các cụ chưa điên, xin báo cáo để các cụ bên họ nhà trai nắm được, các cụ chưa điên đại diện đến lời các cụ bề trên, xin mời các cụ đồng hành tạm có tay. Sau đó thì các ông, các bà đấy, các ông, các bà bên nội cũng như bên ngoại của các cháu hôm nay là được ngày lành tháng tốt giữa hai bên gia đình, bên họ nhà trai cũng như bên họ nhà gái, tức là có cơ đầu đặt ngõ bước đầu tiên đấy, để cho hai gia đình kết nghĩa thông gia với nhau và cho hai cháu mà được làm bạn với nhau như bước đầu tiên như thế. Thì cũng xin ý kiến bên phía họ nhà trai các thủ tục như bên họ nhà trai chúng ta từng kiến phát biểu rồi, nhưng bây giờ thì xin bên phía họ nhà trai làm cái nghi lễ, tức là trao các vật lễ đám hỏi cho bên phía nhà gái để chúng tôi trình báo lên gia tiên
xin kính mời bên phía họ nhà nhà trai lên gửi lễ, và cũng xin kính mời ông của cháu là trưởng phái đoàn của bên họ nhà gái sẽ có những ý kiến nhận lễ để cho các cháu. Xin kính mời bên hai gia đình được sự mến yêu tin tưởng của mấy cụ quý khi bà học trường nhà gái, nhất là vợ chồng của bà Nghĩa Dung đã ủy quyền cho tôi là người đại diện cho ban học nhà gái. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý cụ quý bà cùng quý vị anh chị và các bạn thanh niên nam nữ có mặt tại tân gia của gia đình ban học nhà gái để chúc sức khỏe và lời chào chân trọng nhất. Là vâng, kính thưa, lớn lên đến tuổi trưởng thành, cha, vợ, tôi đang trải qua một thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau. Được sự nhất trí của hai bên gia đình và chính quyền địa phương, hôm nay được ngày này hoàn tốt. Họ nhà trai cũng đã dẫn lễ ăn hỏi đến theo đúng thủ tục đi lên thành hôn và hợp cẩn để chúng tôi dâng lên kính cáo với tổ tiên để tổ tiên chứng giám và tác thành cho hai cháu Thành Trung và Quế Anh được kết hợp thành chồng. Tôi đại diện cho bên quan họ nhà cái chấp thuận và nhận lễ ăn hỏi này. Giờ xin các cụ cho phép tôi được nhận lễ và tiến lễ. Lễ vật để dâng lên tiên tổ trong lễ tạ hỏa ngày hôm nay thì bây giờ xin phép tất cả các cụ ông các bà cho phép bên chỗ họ nhà ai chúng tôi được làm lễ gia tiên. Xin mời cụ Nguyễn Xuân Thao, trưởng họ Nguyễn Xuân, trưởng ban ngành kết họ Nguyễn Xuân. Đoán được lễ tạm hỏi của phía họ nhà trai, chúng ta kính mời ông Hồng lên có đôi lời phát biểu về nhận lễ của họ nhà trai. Xin kính mời nhất trước. Biết nhau
bên đường, miền nhau ngày thật mà yêu thương ở sớm chiều. Xanh đôi hôm nay ngày cưới đôi ta, ngàn hoa chào đón bướm sai duyên mình, hoa cao hé nụ long lanh xôn xao đồng lúa tình anh mặn nồng. Xin lễ cao đầu hai họ mừng vui, chúc cho ngày mới chúc đôi vợ chồng lâu vui sống chung say cuộc đời. Duyên quê đầm ấm bên nhau, lều tranh một mái trước sau chung tình, mai sau nắng đổ mưa xa trăm năm hạnh phúc tình ta luôn đậm đà. Vui sao ngày cưới đôi ta, chiều quê lòng gió gấm hoa muôn màu, cô dâu chú rể bên nhau, ông tơ dệt mối ngày lành xanh đôi. Hôm nay ngày cưới đôi ta, ngàn hoa chào đón bướm sai duyên mình, hoa cao hé nụ long lanh xôn xao đồng lúa tình anh mặn nồng. Xin lễ cao đầu ai họ mừng vui, chúc cho ngày mới chúc đôi vợ chồng sống chung say cuộc đời. Duyên quê đầm ấm bên nhau, lều tranh một mái trước sau chung tình, mai sau nắng đổ mưa xa trăm năm hạnh phúc tình ta luôn đậm đà. Em
em ơi, kỳ này đám cưới của mình hả anh mời này, dì Năm, chú Ba Út nè, chú Tám Mập, chú Sáu. Thôi nè anh ơi, tốn kém lắm, chú giảng thôi mà. Trời ơi, đám cưới một đời có một lần thôi, anh muốn hai chiếc cái bầu đưa dâu luôn. À, nghe bầu hả? Em chịu lắm rồi nha. Vui sao ngày cưới đôi ta, chiều quê lòng gió gấm hoa buồn. Cô dâu chú rể bên nhau, ông tơ diệt mối ngày lành sanh đôi. Hôm nay ngày cưới đôi ta, ngàn hoa chào đón bước sang duyên mình. Hoa cao khẽ nụ long lanh, xôn xao đồng lúa tình anh mặn nồng. Xin lễ cao đầu hai họ mừng vui, chúc cho ngày mới chúc đôi vợ chồng. Bên lâu vui sống chung say cuộc đời, duyên quê đầm ấm bên nhau. Lều tranh một mái trước sau chung tình, mai sau nắng đổ mưa xa, trăm năm hạnh phúc tình ta luôn đậm đà. Mai sau nắng đổ mưa xa, trăm năm hạnh phúc tình ta luôn đậm đà. Mai sau nắng đổ trăm năm hạnh phúc tình ta luôn đậm đà. Mà anh ơi, cái vụ rước dâu bằng ghe bầu có gì không anh? Biết mà. Trời ơi, vậy là ông xã tương lai em hết ý luôn á nha. Cao số muôn màng anh thương, bắt hàng hái ngọn trầu hương. Đó thương anh một, anh thương đó mười. Bắt hàng lên ngoài trời xanh, chi hồng đâu ta cho anh mượn về. Để anh xe kết đây đầy, xe chim loan phượng dưới cây ngô đồng. Để anh kết tóc xe tờ, sẽ trang phục nữ với chàng thiên nhân. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Bắt thang hái ngọn trầu vàng, trầu em cao số một màng anh thương. Bắt thang hái ngọn trầu hương, đó thương anh một, anh thương đó mười. Bắt thang lên hỏi trời xanh, chỉ hồng đâu ta cho anh mượn về. Để anh sẽ kết đây đầy, sẽ chim loan thường với của họ nhà trai
đã tiến hành dâng lễ lên các cụ bên tổ đường họ nhà gái đã được chấp thuận và đã được quan viên của các cụ họ nhà gái cùng chung là hai họ được được tán lập và hưởng rộng để mừng bước đầu tiên cái buổi ăn hỏi rất là tốt đẹp. Để tiếp theo chương trình thì phần thứ hai là xin cưới. Xin kính mời ông Thao thay mặt cho họ nhà trai lên có ý kiến với các cụ về lễ xin cưới ạ. Các cụ, các ông, các bà, các bác, anh, các chị, kính thưa đại diện cho hai gia đình. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu của gia đình họ nhà gái đã dành cho phái đoàn họ nhà trai chúng tôi. Kính thưa các cụ, các bà, các bà, các cô, các chú, các anh chị và cháu quý anh và được sự nhất trí của hai gia đình và hai bố mẹ đã dắt thành cho hai cháu là liên duyên thân vợ chồng. Hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi sang đây nhất là có cơ cầu để xin cưới và xin mẹ của cháu gái các cô bà đại diện họ nhà gái chấp thuận và xin dâng lên tổ đường để trình báo với các cụ ông. Sau đó về cái chính thức cái ngày tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu thì đã được hai gia đình thống nhất về ngày giờ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, tức là ngày mai 22/9 năm Quý Mão hai gia đình sẽ tổ chức lễ thành hôn cho cháu Trung và cháu Quế Anh. Còn giờ xuất phát đón dâu của họ nhà trai chúng tôi là xuất phát từ hơn 13 giờ một chút, tức là 1 giờ chiều gì đó, tức là vào đây sẽ xin phép là được đón con dâu về nhà chồng và dự kiến lộ trình đi là về tới họ nhà trai là khoảng 15 giờ chiều. Đấy, tức là lịch trình tổ chức lễ thành hôn cũng như là tổ chức đón dâu là hai gia đình cũng đã nắm rồi. Và đây qua đây tôi cũng xin là kính mời các cụ con ông bà các bác anh các chị đại diện họ nhà gái sẽ cùng và chúng tôi đưa cháu Quế Anh về nhà chồng và cùng dự lễ thành hôn với họ nhà trai chúng tôi. Cuối cùng xin không biết gì hơn là xin kính chúc các cụ con ông bà các bác các anh các chị của quan thân họ nhà gái và hai gia đình một lời chúc sức khỏe, chúc cho cái buổi lễ hôm nay là thành công tốt đẹp. Xin chân trọng cảm ơn ạ. Quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa hai gia đình. Lễ ăn hỏi thì bên các bạn là con trai thì đã đứng đầu phút này đã hoàn toàn tốt đẹp. Tiếp theo thì là có tới xin cưới của tôi hoàn toàn đồng ý nhất trí với ý kiến của hai gia đình nhà trai và chúng tôi nhé. Tổ chức trường xã và các mẹ con hai cháu chung và với anh được em bóng cả chồng. Tôi cũng xin chân mà cảm ơn những mong mà chúng luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, an lành, hạnh phúc và thân thiện. Chúng ta đã xếp sắp đầy đủ và xin các cụ ở bên phòng nhà gái chấp thuận và dâng lễ lên tổ đường ạ. Thank you.
lễ đi đừng đã giáo dục cho ngày gặp hỏi đến lúc này tôi phải được chúc quan qua là tôi là em ruột của thế bà chị Dung ông anh ruột tôi hôm nay không không gì được đây là em ruột tôi để là vào được tiếp kiến các bạn các bác em cái tôi thấy là cái việc đón tiếp và tất cả mọi các công việc cho đến khi tôi thấy hơi hiếm tôi thấy rất chú đáo và không biết nói gì hay cảm ơn cảm ơn tất cả các con các bạn hiện tại đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi họ nhà tôi thấy rất phấn khởi và như của bác nhà sửa cho tôi là có ý kiến rồi ngày mai là tổng thống hai giờ hai rưỡi đó có mặt ở đây là cảm ơn tất cả các người không được làm công việc gì tạo điều kiện cho chúng tôi ngày hôm nay vui vẻ quá và ngày mai nữa và về sau để tạo điều kiện cho hai gia đình hai dòng họ chúng ta là chung kết rồi tốt hơn thay mặt gia đình và dòng họ chúng tôi cảm ơn và chúc sức khỏe tất các cụ ông các bà các anh các chị và nhà gái mạnh khỏe bình an và hạnh phúc. Đến giờ phút này thì cái công việc lấy ăn hỏi rồi các thứ này nọ thì bên họ nhà trai đã no đầy đủ thì nói chung là có cái điều gì mà nó khiếm khuyết ấy thì rất mong các cụ công các bà với quan họ nhà trai hết sức thông cảm và bỏ qua cho. Bây giờ các cụ công các bà xin phép về bên kia thì tôi thay mặt cho bên quan họ nhà gái xin chúc tất cả những cụ với bà bên quan họ nhà trai luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ an lành hạnh phúc và có nhiều niềm vui. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Chào tất cả các cụ bên họ nhà trai, đây là đường lộc của tổ bên họ nhà gái, thế ban lộc trả về. Ông các cụ bên họ nhà trai tất cả các cụ người tổ chung dùng dài phúc của hai cháu. Sự gì xin chân thành cảm ơn các cụ. Hoa tự nhiên đẹp quá. Hoa giấy tự nhiên quá đẹp.